Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh YouTube của công ty Thế Giới Bảo Vật. Thì trong video ngày hôm nay em xin hướng dẫn mọi người cách tăng giảm tốc độ in đối với dòng máy in công nghiệp của hãng Godex. Hiện tại chiếc máy em đang sử dụng đó là Godex EZ2200i. Thì mọi người có thể thực hiện cái cách này đối với các dòng máy in công nghiệp của hãng Godex. Thì ban đầu em sẽ thực hiện một cái lần in để mọi người xem cái tốc độ in ban đầu của nó ha. Đây em thực hiện một lần in và tốc độ in ban đầu. Nếu mà muốn tăng nhanh lên hoặc là giảm chậm lại cái tốc độ in này thì mọi người hãy thực hiện theo các bước em hướng dẫn sau nhé. Thì đầu tiên thì mình cần phải vào menu của máy. Thì bước 1 thì mọi người nhấn trừ cái nút sang thì di chuyển sang phải với 3 giây tới lúc nào nó hiển thị cái menu điều chỉnh trên này thì mọi người thả tay ra ha. Đây nó đã hiển thị cái menu điều chỉnh trên này, mọi người nhấn tầm 3 giây ha. Thì đầu tiên mình sẽ vào cái nhân mục đó là printer setting ngay ở đây luôn. Cái đầu tiên mọi người nhấn enter để vào trong mục này. Rồi tiếp theo mọi người cần di chuyển tới cái mục thứ ba, đó là mục setting, bằng cách đó là nhấn giữ cái nút di chuyển sang phải giúp em. 2 3 ngay mọi người di chuyển sang phải ha, ngay mục setting. Ok, để vào trong này nó có khá là nhiều cái danh mục cài đặt thì mọi người sẽ vào cái thứ hai ở đây là speed ha. Cái đầu tiên đây là darknet, đây là để mình tăng giảm cái độ đầm hay là cái nhiệt độ của chiếc máy này. Rồi mọi người di chuyển nút sang phải để tăng, để qua phần thứ hai đó là phần speed, đây là tăng giảm cái tốc độ in ha. Rồi mọi người nhấn enter. Rồi cái tốc độ in hiện tại của chiếc máy đang là 3 in trên giây thì mọi người nhấn di chuyển nút lên để tăng lên ha. Nó maximum là 7 in ha. Mọi người có thể di chuyển nút xuống để giảm xuống, thì mình thấp nhất của nó đang là 2. Thì em thử lên mức 4, lúc đầu mức 3 em sẽ mức 4. Sau khi mọi người điều chỉnh cái tốc độ in phù hợp thì mọi người nhấn enter. Rồi sau đó để thoát cái màn hình này ra phía bên ngoài để mọi người bắt đầu tiến hành in thì mọi người nhấn nút di chuyển lên phía trên cho em ha. Rồi ra cái màn hình giao diện menu ban đầu thì mọi người di chuyển tới cái nút mục Exit, di chuyển bằng nút phía bên phải ha, bằng bên trái ha, đến mục Exit ha. Sau đó enter để thoát ra ngoài. Sau đó mọi người tiến hành cái là in. Đây mọi người thấy tốc độ 4 in nó sẽ in nhanh hơn cái ban đầu của em đang để đó là 3 in ha. Thì cái việc nếu mọi người in nhanh hơn thì chắc chắn cái bản in nó sẽ không được nét hơn, hoặc là nó sẽ giảm cái chất lượng một xí so với cái việc mà mình in làm in chậm hơn ha. Nên mọi người có thể là cân đối để điều chỉnh và mình có thể là tăng cái độ đậm của chiếc máy in lên để cho nó phù hợp và nó đã được bản in sắc nét nhất. Thì hy vọng video này giúp ích được cho mọi người trong quá trình sử dụng máy. Thì nếu thấy video này hữu ích thì mọi người cho em xin một like và một subscribe. Nếu cần hỗ trợ hoặc liên hệ, mọi người hãy liên hệ tới công ty Thế Giới Bảo Vật qua số hotline 1900 3438 hoặc là truy cập vào website thegioibaovat.com. Em xin cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những video tiếp theo.